Hey, Joe, xin chào bạn trở lại video tiếp theo mình nha. Thì video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tham gia sự kiện mới của Lego Buy để có thể là nhận được miễn phí trang phục, đồng thời cũng có thể là nhận được miễn phí giấy bèo vực S hoặc giấy bèo vực S tuyệt sắc và thẻ đổi tên nhé. Hiện tại thì mình biết là một số bạn rất cần thẻ đổi tên đúng không? Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em về sự kiện này, mình thấy là khá hay ho. Và trước khi vào video clip, mình có thể bỏ ra 10 giây mà người like video, đăng ký kênh, bình luận ra phía dưới giúp mình. Bạn nào yêu quý mình hơn để chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn để giúp kênh mình sớm đạt 100.000 lượt đăng ký nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và để các bạn tham gia sự kiện này thì người sẽ bấm vào cho mình vào phần mục sự kiện giúp mình nhé. Xong rồi người sẽ kéo cho mình vào phần cuối cùng, đó là sự kiện máy chủ thử nghiệm giáp thì này. Hay người sẽ tham gia cho mình sự kiện cày view táo quân. Thì khi mọi người tham gia cho mình sự kiện cày view táo quân ấy, thì hồi xưa là nó sẽ tặng các bạn cái vé quay giáp thìn, nhưng hiện tại bây giờ không còn vé quay giáp thìn nữa, mà sẽ họ sẽ tặng cho các bạn giấy ở bậc S nhé. Đấy, thì giấy ở bậc S này thì các bạn sẽ cày 10 triệu view thì các bạn sẽ nhận được 3 giấy này, 15 triệu view các bạn sẽ nhận được 10 giấy. Thì cái giấy vẽ bùa này các bạn vào các bạn vẽ thì nhiều khi các bạn có thể là sở được những cái trang phục hay là tướng, mình thấy là khá là ok. Đấy, thì mình khuyên các bạn nên tham gia sự kiện nha. Táo quân năm 2024 các bạn chỉ vào các bạn xem thôi mà, đấy cày view xong mọi người chia sẻ được. Tiếp theo là sự kiện tham gia sự kiện là máy chủ thử nghiệm giáp thìn. Thì khi các bạn tham gia sự kiện này thì người sẽ nhận được một trong 5 trang phục, nhưng mình nghĩ là 5 trang phục này thì các bạn có hết rồi, chỉ còn hiện tại bây giờ thì mình nghĩ là các bạn nên tham gia sự kiện này. Tại vì sao? Những cái dương trang phục này thì nhiều khi các bạn có rồi đúng không, thì nhiều bạn kiểu không cần dương đâu, nhưng mà cái dương này cũng rất là khó và mất thời gian, thì các bạn thể lựa chọn cho mình cái thẻ đổi tên cũng được. Nhiều bạn, mình nghĩ là một số bạn kiểu như là 90 quân huy một thẻ đổi tên đúng không, thì các bạn tham gia sự kiện này các bạn đã làm cho mình tầm khoảng vài ngày các bạn đã nhận được thẻ đổi tên rồi. Và các bạn có thể nào mà làm chăm chỉ hơn một chút ấy thì các bạn thể đổi cho mình dễ hồi ép tuyệt sắc nhé. Đấy, tùy đến các bạn, nhưng mà theo quan điểm cá nhân của mình ấy thì bạn nào hiện tại bây giờ đang cần thẻ đổi tên ấy thì mình khuyên các bạn nên tham gia sự kiện này. Nhiều sự kiện ví dụ như là Geek Code kiểu như là đấu trường danh vọng hay là Geek Code kiểu đấu giải đấy thì họ sẽ cho các bạn thẻ đổi tên. Thì nhiều bạn kiểu rất cần thẻ đổi tên, các bạn phải bỏ ra, thay vì các bạn phải bỏ ra 90 quân huy các bạn mua đúng không, thì các bạn tích lũy lại để các bạn tiết kiệm một chút quân huy hạn 10 thẻ đổi tên đã mất 900 quân huy rồi nha. Đấy, thì ngày hôm trước ấy thì mình thấy là một số bạn cứ hỏi mình là anh ơi bây giờ em muốn thẻ đổi tên rẻ mua ở đâu, thì họ chỉ bán cho cửa hàng là không nhầm như thẻ đổi tên là 90 quân huy đúng không. Thì các bạn nếu các bạn muốn mua 10 thẻ thì các bạn phải mất 900 quân huy, tương đương với gọi là gói gần 1.000 quân huy rồi anh em. Đấy, thế nên là mình thấy là tầm khoảng 450.000, gần gọi 430.000 đi đó, thì các bạn mới có thể là sở được cái thẻ đổi tên đó. Thì mình nghĩ là tham gia sự kiện này các bạn tiết kiệm bao nhiêu, các bạn tiết kiệm, một số bạn kiểu như không làm bao giờ đấy mà các bạn muốn có thẻ đổi tên ấy, thì các bạn chỉ cần tham gia sự kiện như này là được. Các bạn ví dụ các bạn đổi tên nhiều lần đúng không, ví dụ bạn nào mà cần 3 thẻ đổi tên hay 5 thẻ đổi tên là các bạn chỉ cần tham gia 1-2 sự kiện là đầy tham gia thẻ đổi tên luôn. Còn nếu bạn nào muốn thêm thẻ đổi tên nhanh nữa đấy thì các bạn thể nào cũng vậy, thì các bạn chịu có cái tên đó một thời gian đấy. Thì mình thấy là sự kiện những cái sự kiện như này thì mình khuyên các bạn nên tham gia, tại vì mình thấy là khá ok nhé. Ui chờ tối anh em. Thì nhân từ đây thì mình sẽ vào trải nghiệm cho mọi người một trận bắn eo su xem như nào anh em. Lâu lắm không được bắn eo su rồi anh em, tại vì khi các bạn chơi eo su ấy thì ví dụ nhé, bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn xem. Ví dụ các bạn muốn dự định vào chơi eo su đúng không, thì team bạn hoặc là team mình, trường hợp nhất là team bạn hoặc team mình cấm là không cho các bạn chơi đúng không. Trường hợp thứ hai là team bạn hoặc là team mình pick người khác pick mất, đó là trường hợp thứ hai. Còn trường hợp thứ ba là các bạn pick nhưng mà bị hủy trận đấy. Còn trường hợp thứ tư thì các bạn có thể pick các bạn vào chơi, nó rất là khó đấy, nhiều khi là các bạn pick còn bị hủy trận cơ, pick được thì bị hủy trận mất, hay là muốn vào chơi thì lại bị cấm, hay là muốn vào chơi thì team đồng đội, team mình hoặc là team bạn pick mất đấy. Thế nên là kiểu rất là kiểu esu là vị tướng kiểu như là khá là có chơi nhưng mà kiểu như toàn bị cấm, toàn bị ấy thôi. Thế nên là để chơi được esu thì thật sự là các bạn phải chơi kiểu team ấy, thì mình nghĩ là sẽ được ok. Chứ còn nếu các bạn không có team thì khi là rất chơi rất là khó, để chơi được esu cực kỳ khó luôn. Trận này thì mình cũng chơi cùng với team mình ấy, chơi cùng với một bạn nên là nó sẽ dễ hơn, tỷ lệ mà bị cấm esu hay là bị pick mất esu thì nó thấp hơn một chút. Nếu anh em nào muốn chơi esu thì mình khuyên các bạn là nên tạo team 3 trở lên, team 3 team 5 trở lên. Nhiều khi là tạo team 3 team 5 nhiều khi các bạn còn khó thể nào chơi được esu, tại vì team bạn cấm hoặc team bạn pick đấy, thế phải lựa chọn khôn khéo rất là nhiều.
À, thì các bạn xem video clip mình thì đừng tiếc một lượt like, một đăng ký kênh, một lượt bình luận video phía dưới giúp mình. Bạn nào yêu quý mình hơn để chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn, để giúp kênh mình sớm đạt 100.000 lượt đăng ký nha. Để cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Ok, thì như thế đây thì mình đã chia sẻ cho mọi người về trang bị bản ngọc hồng phù hiệu để có thể đánh tốt vị tướng Eosu của chúng ta vào mùa S1 năm 2024 nha. Thứ nhất, ngọc đỏ mình sẽ lên cho mình 10 viên tỷ lệ chiến mạng. Ngọc tím mình sẽ lên cho mình tầm khoảng 3 viên hút máu hoặc là 5 viên hút máu. Các bạn nên hẳn 5 viên đi. Còn 5 viên còn lại mình sẽ lên cho mình 5 viên tốc đánh vững chắc. Còn đồng mình sẽ lên cho mình 10 viên công vật lý và xuyên giáp nhà bắn này, bắn thường này. Đó. Về phù hiệu ấy thì mọi người có thể là mang phù hiệu ma chú cho vị tướng Eosu, nhưng mà mình ấy, bản thân mình thích mang phù hiệu thần quang để mình bắn cố giết thì giá hơn. Bạn này, này. Đó, cướp được chim rồi anh em. À, tiếp theo là về trang bị, thì trang bị đầu tiên thì mình sẽ lên một trang bị, đó là để tăng tốc đánh, sau đó thì đó là Yimura Masa để lấy xuyên giáp và thời gian được chiêu. Sau đó thì mình sẽ lên một trang bị, đó là kiếm Phoenix. Đó, kiếm Phoenix thì mình sẽ lên một trang bị, đó là Nanh Elia. Sau đó thì mình sẽ lên một trang bị, đó là phức hợp kiếm. Sau phức hợp kiếm thì mình sẽ lên trang bị, đó là Giáp Vệ Sinh nha. À, trang bị này thì mình nghĩ là khá là chuẩn như vị Eosu này. Đó, thì nếu các bạn đánh Eosu có nhiều khi là các bạn kiểu bắn trượt đúng không? Đấy, nhiều bạn tâm lý là kiểu bắn trượt thì các bạn có thể là sử dụng đòn đánh tay, mình thấy ok. Eosu với Nakoroth là hai vị tướng mình khá thích đánh. Mặc dù đánh gà nhưng mà mình vẫn thích đánh nha. Tại vì là kiểu sử dụng kỹ năng, thứ kiểu như là nếu mà trận nào các bạn bắn xuất thần đi nha. Trận nào các bạn bắn hay thì thực sự là thành một ác mộng luôn, các bạn bắn rất là thích luôn. Còn nếu anh em trận nào các bạn bắn dở một chút ấy, thì các bạn thể kết hợp đòn đánh thường để tâm lý lại một chút là các bạn bắn được, mà anh em các bạn cũng luyện tập nhiều. Đấy, bắn như này thì sao thì bạn cũng về. Ơ, từ. Đừng ngắm bắn này. Xem bụi không có ai này. Chết bụi đây anh em. Ta đi tìm bạn đây. Người đi tìm bạn bắn làm chậm quá chữ đấy nhỉ. Ui, sao rồi? Anh đi thì bạn bắn đâm chậm quá chịu quá. Bắn một bắn này lên bạn có số còn gì nữa. Trời ơi, đánh AD một 6 mạng hỗ trợ luôn anh em. Không được mạng nào, gục luôn. Nhất là với cái nội tại của Eosu ấy, thì Eosu không có tỷ lệ chí mạng ấy mọi người. Thì tất cả tỷ lệ chí mạng của Eosu và tốc đánh của Eosu sẽ chuyển cho Eosu thành công vật lý cho Eosu hết. Nên là các bạn lên càng nhiều tỷ lệ chí mạng và tốc đánh ấy, thì à đâu, hình như là Eosu hình như không tính tốc đánh ấy sao. Thì các bạn lên càng nhiều tỷ lệ chí mạng ấy thì các bạn sẽ càng nhiều công vật lý nha. Thế nên là các bạn có thể lên những cái trang bị kiểu như vừa công vật lý vừa tỷ lệ chí mạng thì các bạn sẽ bắn đau hơn, như trang bị Nanh này. Đó. Mặc dù Eosu bắn chậm nhưng bắn đòn đánh rất là đau. Vì bình thường là ví dụ vị tướng khác là bắn tầm khoảng một đòn đánh tay tầm khoảng hơn 2.000 sát thương đúng không? Eosu cũng bắn tầm 2-3.000 sát thương và khả năng xuyên giáp. À, nội tại có khả năng xuyên giáp rất là ok luôn. Tiếp theo là chiêu 1, khi các bạn kích hoạt chiêu 1 đúng không? Thì các bạn sẽ tạo ra một cái kiểu cái radar ấy mọi người, phát hiện tầm nhìn cả đi. Bắn. Ui, không trúng gì anh em. À, chiêu 2 thì các bạn sẽ bắn ra một viên đạn, thì viên đạn đó sẽ gây sát thương thôi. Kiểu một biện chi kích ấy mọi người. Như kiểu là súng bắn ngắm ấy. Đó, các bạn có thể ngắm bắn từ xa như này. Đó. Tiếp theo là chiêu cuối, thì khi các bạn kích hoạt chiêu cuối đúng không thì các bạn sẽ bắn một viên đạn, đồng thời các bạn sẽ giật về phía đằng sau lưng nhé. Một bắn này lên bảng số lần gì nữa. Bắn tiếp này. Bắn tiếp này. Ui, thì bạn bắn đau quá anh em. Té đã. Té đã anh em. Biến về đấy anh em ạ. Thì một số bạn sẽ hỏi là trong bộ Eosu sức giả tầng thế này thì hôm trước có sự kiện ghép mảnh hoạ đấy mọi người, thì các bạn sẽ săn tầm khoảng từ 800 con uy cho đến 1k con uy là ra rồi. Thế là trang phục này thì mình nghĩ là khá là đẹp. Nếu mà so sánh những cái trang phục Eosu sức giả tầng thế này là trang phục Eosu phi hồ ấy mọi người, thì trang phục Eosu sức giả tầng thế này mình thấy là cũng đẹp phi hồ. Vậy nếu mà so sánh với phi hồ thì trang phục này không đẹp phi hồ. Phi hồ đẹp phết. Đó là theo quan điểm cá nhân của mình thôi, còn các bạn thích trang phục nào các bạn có thể là mua nhé mọi người. Tại nếu mình thì mình sẽ thích trang phục Eosu
Khi hồ hơn. Tầm mình bắn rất đau rồi, tầm mình hơi như sát thương rồi nhé. Cấu gì à này, yêu trượt rồi anh em. Đấy thì các bạn bắn được xuống, các bạn cứ đứng cấu rỉa thôi. Bắn này mọi người sẽ cấu rỉa là được. Ui, thanh niên này lên bảng xong gì nữa, một bảng thôi anh em. Mãi mới được một mạng anh em ạ. Khá mạng cũng trợ luôn. Nào đứng sang bắn này. Nhiều khi các bạn đầu game các bạn bắn em xuống, các bạn chỉ cần bắn trúng một hai phát là team bạn run rồi anh em. Đấy, sau các bạn sẽ ép cho mình kiểu dùng chiêu 2 này, kiểu như là gây kiểu như áp lực đấy mọi người. Bắn phát này, 2 bắn này, 3 bắn chiêu cuối này. Lên bảng số luôn. Đứng đây ngắm bắn này. Ui, trượt rồi. Thôi anh ơi, sai em. Ui, một chút máu rồi, xong rồi. Thôi, quả này khô máu thôi anh em. Đánh tường này, chiêu 2 này, chiêu cuối này. Chạy bắn tường này, bắn tường này, lên bảng số. Ui, nhưng vẫn phải lên bảng số, tại vì cái chiêu 1 của Kali nó đốt đau quá. Vẫn kịp thả chiêu 1 để bắt mình luôn anh em. Cứ cứu gì từ xa thôi anh em. Bắn phát này, bắn phát này, 2 bắn, 3 bắn lên bảng số này. Bắn rất là đau. Bắn thường này. Thôi thì bạn thua rồi anh em. Bây giờ mình sẽ cố gắng là bắn chúng mình chưa làm một bắn này 2.300 sát thương luôn. Được rồi. Nào. Chiêu cuối nhảy vào bắn này. Chiêu cuối nhảy ra này. Bắn lên bảng. Ui. Tốc biến lên bắn này. Tôi win thôi anh em. Ok thì sau đây thì mình sẽ dừng lại cái clip đây và các bạn xem hết video clip mình. Và chào các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo, bye bye.